À Hùng Lê xin được kính chào quý vị chị nhà tư. Chiều nay thì phiên giao dịch của ngày thứ ba kết thúc thì Hùng Lê sẽ làm một cái bản điểm tin ngắn nói về xu hướng của thị trường. Như vậy ở trong tuần vừa qua ngoài bản tin phân tích tuần video số 172, chúng ta có thêm một cái video tiếp theo phân tích thị trường ở video số 172 cộng thì Hùng Lê có phân tích về sóng ngành bất động sản dân cư và đã review lại cho tất cả các anh chị em một số các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản, khá là mạnh ở trong thời gian vừa qua. Và trong uh, phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta có một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là tốt à, Chính vậy nên là cũng sẽ có một cái sự phân tích uh, review lại cho các anh chị về thị trường chung Ở trong cái phiên giao dịch của ngày hôm nay Thì uh, như các anh chị em cũng biết rồi, trong cái bản điểm tin phân tích tuần Thì cũng đã có những cái phân tích về mặt kỹ thuật của chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số index Các anh chị cũng đã nắm được rồi và 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 chúng ta cũng đã và chúng ta cũng đã có hai phiên giao dịch phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên giao dịch ngày thứ ba và hiện nay là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ cùng nhìn Uh, nhận lại cái xu hướng và kịch bản phân tích tuần. Thì đối với chỉ số VN-Index uh, các anh chị lưu ý đây, trong tuần thì khi mà kết thúc cái phiên giao dịch chúng ta ra bản tin tuần video số 172. hai uh, thì chúng ta có nói rằng điểm uh, chỉ chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên của chỉ số thị trường nó sẽ về khoảng quanh vùng 1065 và khi vùng 1065 bị chỉnh cung, bị gãy thì như vậy là index của chúng ta sẽ uh, có xu hướng quay về vùng 1058 đến khoảng vùng 1060. Và các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì index của chúng ta ở phiên sáng, kết thúc phiên sáng thì chỉ số index của chúng ta bị vi phạm vùng 1058 nhưng bắt đầu ở uh, sang phiên chiều. Uh, bước vào phiên giao dịch chiều thì index của chúng ta ngay lập tức đã đẩy lại được cái vùng 1058 cộng và sau đó thì uh, đến khoảng tầm uh, 1 giờ, cây nến này là khoảng tầm 1 giờ 10 15 này, đó 1 giờ 15, xem xem nào, 1 giờ 20. Ok, kết thúc cái cây nến 5 phút này ở khoảng 1 giờ 20 thì chỉ số index của chúng ta đã vượt lên được ở vùng 1060 và đây là một cái chỉ báo kỹ thuật rất là quan trọng và kể từ đây thì index của chúng ta bắt đầu có một cái nhịp sóng hồi và nhịp sóng hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật của ông Lê nó là rất tốt, rất tốt ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì tốt vì sao tốt thì thì chúng ta sẽ nói thêm. Và với một cái lực kéo mạnh khá là tốt ở trong cái lực kéo gần phiên chiều đó và kết thúc phiên chiều thì như vậy lý của chúng ta đã quay lại vùng 1070 đến vùng 1071 và khả năng thì phiên ngày mai thì index của chúng ta sẽ có một cái sự quay trở lại test lại cung và việc mà index quay trở lại test ở khoảng vùng 1063 đến vùng 1065 không thủng thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật rất là tuyệt vời của thị trường và đó là những cái cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp tục có những cái điểm mua tiếp theo đối với chỉ số vn30 <laughs> trên bản tin phân tích tuần thì hùng cũng đã có cái sự phân tích rồi thứ nhất là chỉ số này sẽ quay trở lại ở nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi thì nó cũng sẽ quay trở lại ở cái vùng khoảng vùng 1070 đến khoảng vùng 1073 đấy, anh chị và trong cái bản tin phân tích tuần thì sẽ tiếp tục đó đấy anh chị đó 9 giờ tối qua cứ hết một ngày cứ hết một ngày thì Hùng sẽ có một cái phân tích rất là chi tiết về bộ ba tham số chung của thị trường để chúng ta nắm được là ví dụ trên chạc cái thuật giờ thì nó đang như thế nào trên chạc cái thuật ngày thì nó đang như thế nào đó và đây ví dụ trên góc độ chạc kỹ thuật giờ bộ ba tham số chung của, đang nằm trong xu hướng chỉnh giảm và các kỹ thuật các kỹ thuật hiện tại khá là yếu hiện tại kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay tức là kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thì uh, chúng ta chưa thấy rằng cái nhịp 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 chỉnh nó chưa kết thúc vì vậy chúng ta sẽ cần thêm xu hướng của ngày mai để xác nhận cái xu hướng đảo chiều và trên vùng hỗ trợ của chạc giờ thì chúng ta lấy đúng cái vùng phân tích chạc ngày đó và phiên ngày mai thì căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên thì cũng sẽ có cái sự phân tích tiếp theo thì đấy là một số các cái uh, phân tích của trong buổi tối ngày hôm qua để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì các anh chị nhìn thấy đây, biểu đồ của chỉ số VN30 thì ngày hôm nay nó đã test lại vùng 1070 và nó đi lún hơn một chút xíu ở vùng 1068 đến vùng 1070 ở đây. Và sau đó thì cũng hoàn toàn tương tự phiên chiều thì uh, chỉ số VN30 của chúng ta đè lại được vùng 1070 và đây là một tín hiệu kỹ thuật tuyệt vời. Và kể từ đây thì nó bắt đầu có một cái lực long và các anh chị nhìn thấy đấy, và... Ờ, nó đã long vượt vùng 1080 như vậy đấy là một cái tín hiệu mà rất là là happy ở trong cái phiên giao dịch kết phiên và chính vậy nên là vì nó kéo ở trong phiên uh, phiên phiên chiều nên khả năng là phiên ngày mai thì thị trường của chúng ta sẽ có cái sự lấp gáp ở uh, chỉnh cung nhẹ nhàng trở lại đó ví dụ quanh vùng 1078 đến vùng 1080 hoặc nếu không sâu hơn thì chúng ta sẽ tính ở khoảng quanh vùng 1074 à uh, 75 đến uh, vùng 1075 đến khoảng quanh vùng 1076 ở đây đối với chỉ số vn30 đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta cũng nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở vùng 1068 đến 1070 và sâu hơn là sẽ ở khoảng quanh vùng 1060 65 Thì như vậy là trong phiên uh, giao dịch của ngày hôm nay, đây, kết thúc hai phiên giao dịch đầu tuần thì các anh chị nhìn thấy đây. Đầu tiên là chỉ số phái sinh của chúng ta đã chỉnh cung về vùng 1068 đến vùng 1070 trong phiên giao dịch của ngày hôm nay và nó cũng hoàn toàn tương tự như bộ ba tham số chung thì nó bị lún qua cái vùng 10 à, 1068 và sau đó thì đến phiên chiều tức là nó chỉ đến khoảng tầm độ 1 giờ 15 thì đó 20 thì bắt đầu nó lấy lại được cái vùng này và dập dìu đây đó và kể từ đây thì Hùng đã bắt đầu phân tích một cái đây phiên chiều đây các anh chị lúc đó được khoảng tầm độ đây lúc đó khoảng tầm 13 giờ 33 phút tại thời điểm đó là phá sinh đã bắt đầu có một cái gì có một cái sự chỉnh pha và như vậy thì dự báo rằng cơ sở sẽ ổn định hơn và khi mà bẻ long được như thế này thì chúng ta sẽ dự kiến ta ghét long một ở vùng 1070 đến 1071 đó sau đó nó đạt 070 thì hướng về 1071 khỏe thì bẻ lên bẻ lên 172 và có target 172 thì hướng lên 175 Uh, phái sinh đạt target 175 thì hướng lên target 179 đến 180 và phái sinh đã đạt target 179-180 và như vậy thì đối với các anh chị em mà chúng ta đang cầm thì chúng ta uh, tiếp tục uh, chốt lãi và chúng ta uh, cuối phiên thì thị trường đã xanh trở lại và kết thúc một ngày tập trung bắt đáy cơ sở như vậy là tương đối thành công và chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái phiên tín hiệu phiên giao dịch ngày mai. Như vậy thì trên góc độ kỹ thuật là bộ ba tham số chung của thị trường uh, giao dịch hết sức là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Và như các anh chị biết ở đây là khi phái sinh mà nó kéo lên vùng 1079 7879 78, 79, 80 ở đây đó là một vùng kháng cự mạnh chính vậy nên khả năng ngày mai nó sẽ quay lại ở quanh 1072 và nếu điểm mà sâu hơn thì nó có thể là quanh vùng 71, 70 nó cũng là hoàn toàn hoàn toàn là khả thi quanh vùng 72, 73 đây là những vùng mà khả năng phái sinh nó sẽ quay trở lại test cung và 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 để mà thị trường phục hồi được thì cái điều điều kiện cần và điều kiện đủ đó là cái viên test cung của ngày ngày mai ở thị trường của chúng ta sẽ phải có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật rất là quan trọng ok và và sáng ngày hôm nay thì sau khi mùng đã có phân tích về về mặt xu hướng chung của thị trường xuống chung của thị trường thì đây anh chị chúng ta cùng nhìn lại cái biểu đồ index ngày index ngày ở đây Đấy, thì chúng ta nhìn lại biểu đồ index này một tí bởi vì nó cũng khá là quan trọng trong cái nhịp phân tích này của cá nhân lên và bản thân thì cái này cũng đã chia sẻ trên bản tin tuần rồi thì như các anh chị em đã biết là khi mà index về đến vùng 1085 thì nó bắt đầu có một lực chỉnh và lực chỉnh này thì cũng đang có dự kiến về ở khoảng quanh vùng 1058 đến khoảng 1063 thì phiên ngày hôm nay như cũng có phân tích ở trên trạc giờ thì nó bị lún qua một tí ở đấy và sau đó nó bật lên và các anh chị nhìn thấy một cây nến ở đây đó là một cây nến chúng ta tạm gọi hơi tiếc nuối một tí là index không đóng cửa được ở vùng 1070 cộng tức là đóng cửa vùng cao nhất nếu mà đóng cửa vùng cao nhất thì gần như là một cây nến đẹp tuyệt đối đây là một cây nến uh, uh, nến búa nến búa với chân râu nến rất là dài và cái cái lực đóng cửa ở trong phiên nó nó thắng cái điểm mở cửa và gần như nó đóng ở cái mút nến cao nhất của cây nến nến ngày thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật hết sức là tích cực và như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng là cái vùng 1068 à tám xin lỗi cả nhà vùng 1058 đến vùng 1060 ngắn hạn sẽ trở thành một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật trong cái nhịp chỉnh này của chỉ số VN Index của chúng ta đó và à, và đây đây và sau đó thì cũng có phân tích à, nhóm phân đạm ngày hôm nay nhóm dầu khí có cổ phiếu PVS, PVD, và nhóm hóa chất CSV, LAT, DGC, uh, tiếp tục là BSR, OI. Và đến khoảng tầm 9 giờ 33 phút, khoảng tầm 9 giờ 9 giờ 29 phút hôm nay và đến đến cái đoạn chat này là đến khoảng tầm 9 giờ 9 giờ 33 phút ở đây thì ông có phân tích là hiện tại các chỉ báo kỹ thuật uh, của thị trường đang tốt lên kết hợp với chỉ số index có vùng hỗ trợ mạnh ở vùng 1058 đến 1063 anh chị em thi đấu một cách tập trung thời điểm này cân nhắc bắt đầu uh, giải uh, bắt đầu mua lại các cái mã cổ phiếu đã đến nháp khoảng tầm 20 đến 30 phần trăm tham dò sau đó chờ thị trường xác nhận uh, phục hồi thì chúng ta sẽ bắt đáy mạnh hơn uh, đây là những ngày mà Hùng Lê làm việc liên tục ở trên nhóm đó là thời điểm có những cái bước ngoặt mang thị trường có những bước ngoặt dự kiến. thì tại cái thời điểm, tại cái thời điểm phiên sáng ấy, thì hùng đã nhận diện thấy là có một số các tín hiệu kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật của cổ phiếu chờ mua đã bắt đầu tăng lên và cổ phiếu chờ bán đã bắt đầu có những cái tín hiệu giảm đi. cổ phiếu bán thì sau đó thì cổ phiếu bán nó tăng nhưng cổ cổ phiếu chờ bán thì nó đã có cái tín hiệu giảm đi. đấy là những cái thời điểm mà À, chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu sẵn sàng có thể được mua thì à, khi chỉ cần có một cái dòng tiền kích hoạt thì như vậy là chúng ta sẽ à, bắt đầu bắt lại đó và kể từ đó thì nhóm à, những cái nhóm mà chúng ta đã chỉnh cung ví dụ nhóm ngành đầu tư công đó phiên ngày hôm nay thi đấu khá là cân bằng và kết hợp với cái dự báo là thị trường chung có thể kết thúc nhịp chỉnh ở vùng 1058 đến 1063 thì các cái tài khoản mà đánh vật liệu đầu tư công đầu tư công sẽ sẽ giải ngân hoặc là uh, chúng ta sẽ phân tích sang cái nhóm ngành bất động sản ví dụ SELL thì uh, phiên ngày hôm nay các anh chị chủ động bắt chung ở vùng 24 24.3 đất xanh ở vùng 12 8 13, 13, 13 1, L14 bắt ở vùng 50 đến vùng 50.5. ờ uh, nhịp vừa rồi không phân tích nhưng nếu như một số các anh chị em có uh, có, có, có 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 đánh DG thì chúng ta có thể uh, mua ở vùng 16 16.5 để chúng ta cân thêm. Và nhìn chung thì phiên ngày hôm nay là chúng ta canh vùng hỗ trợ của tất cả các cổ phiếu chỉnh cung để chúng ta bắt đầu à, thăm dò à, bắt trở lại đối với à, thị trường và như vậy là chúng ta đã à, rất là có rất là may mắn vì à, cuối phiên thì thị trường của chúng ta đã có một sự phục hồi khá là tốt à, đó thì à, <laughs> như vậy thì với cái sự phục hồi của chỉ số vn index như thế này thì phiên ngày mai các anh chị canh ở à, thị trường của chúng ta trả cung để chúng ta Uh, tiếp tục uh, chiến đấu đó ví dụ như là 10 giờ 14 đúng không lúc đó thị trường khá là xấu đây các anh chị nhìn thấy cũng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta bắt thêm đất xanh ở vùng 28 đến vùng 13 đây thì đây các anh chị và kết phiên thì ở vùng 13 7 như vậy đất xanh cũng hình thành được một cây nến này một cây nến này gọi gọi, gọi cây nến siêu siêu đẹp siêu đẹp các anh chị đó hoặc là ví dụ sell thì chúng ta có nói đến ở vùng 24, 24.3 đây các anh chị. Đó, sell nó thỏng xuống đến vùng 24, thậm chí là các anh chị bắt ở vùng tẻo tẹo dưới này em có và kết thúc ở vùng 25.4 và nó cũng hình thành một cái cây nến búa cực đẹp luôn và lực cầu thì vẫn tiếp tục duy trì ở khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu trên một phiên cho thấy dòng tiền đang hết sức ổn định ở cổ phiếu sell. DG cũng như vậy, DG thì cũng đã có báo với các cái tài khoản mà chúng ta đang ấy là chủ động ở vùng 16 16.5. Và các anh chị nhìn thấy là chúng ta có vùng 16.5 và thậm chí là có vùng 16.2, một cái phiên đánh cũng gọi là siêu đẹp và DG có khối lượng khớp lệnh 41 triệu cổ phiếu cũng cực kỳ tuyệt vời. Tức là lực cầu nó đang đánh rất là cho bò ở cổ phiếu này, như vậy không có lý do gì mà chúng ta không chiến đấu cả, như vậy rất là đẹp. Và nó đóng cửa ở một cái mức giá cao nhất ở trong phiên, hình thành một cái cây nến đô, đô doji, à, nến búa, cực đẹp với râu nến dưới rất là dài, cho thấy rằng là đội long đã thắng tuyệt đối ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay cổ phiếu L14 cũng như vậy đó các anh chị nhìn thấy đây cũng đã có bảo, báo với các anh chị là chúng ta bắt thêm ở uh, <laughs> ở vùng 50 đến vùng 50.5 đó các anh chị nhìn đây vùng 50 50.5 thì thậm chí là chúng ta có dưới vùng 50 một tí nhưng mà tất nhiên là không thể tuyệt đối được đâu anh chị nó chúng ta cũng là có phải là thần thánh đâu chúng ta dự báo ở một cái góc độ tương đối thôi và chúng ta bắt ở vùng 50 50.5 và kết thúc ở vùng 54 như vậy là cực kỳ đẹp và bản bản thân là trong cái cái nhịp mà phân tích tuần thì cũng đã có dự báo rồi khi mà nó về đến vùng 59 chín vùng 60 thì khả năng cao nó sẽ chỉnh cung và đây là những cây nến chỉnh cung và đến ngày hôm nay thì hùng đã có một cái khuyến nghị để chúng ta bắt trở lại. Như vậy là các anh chị hiểu được rằng là, là trên cái bản tin phân tích tuần là cái sự tổng hợp của rất nhiều những cái yếu tố phân tích kỹ thuật ở trong trong tuần. Ở trong nhóm, chính vậy nên là kết tuần hùng mới có một bản tin, còn hôm nay là bản tin phụ thôi. Chứ còn nếu mà không có bản tin phụ thì các anh chị cũng sẽ không nắm được à ông này ông bảo là ở à, cái ngày hôm đấy sale mua ở vùng này, đất xanh có thể mua ở vùng này, L14 có thể mua ở vùng này thì một số anh chị bảo là à thì bây giờ nó diễn ra rồi thì 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 mới nói nhưng mà đấy là cái sự tổng hợp của khá nhiều các cái yếu tố kỹ thuật ở trong tuần và các anh chị cũng nắm được sơ bộ cái xu hướng của cổ phiếu của thị trường và ngày hôm nay rất nhiều các mã cổ phiếu khác uh, trong phiên sáng chúng ta hoàn toàn có thể mua được đó là SCR đó SCR thì cũng như dự báo là nó sẽ quay trở lại test cái vùng cản kỹ thuật à, vùng cản ở đây là vùng 7 vùng 7.3 do đó là sáng nay chúng ta mua quanh vùng 7.3 rất là đẹp này đó HQC hoàn toàn tương tự như vậy rồi ok hqc thì cũng như cái dự báo kỹ thuật cùng Lê là gì nó sẽ quay trở lại test cung và đó ở cái vùng dự kiến test ở vùng 4142 vào phiên ngày hôm nay nó về đến cái điểm này là 4.26 đó chứ là chỉ có xích soát một tí nó thôi tức là chúng ta đặt ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này rất là hay rồi ví dụ ldg cũng như vậy đó ok các anh chị ok đó ví dụ ldg đấy các anh chị hôm nay nó về đúng cái vùng giá kỹ thuật ở vùng 4.5 luôn cho các anh chị gọi là như đặt luôn đó như đạt luôn và kết thúc thì nó đánh ở lên ở vùng 8 4, tấm, 4. 82 Như vậy thì là ở cái cách thức mà chúng ta nắm được cái sự vận hành, cái sự vận động của cổ phiếu sẽ giúp cho chúng ta rất là chủ động trong cái trong những cái thời điểm mà chúng ta cần thêm. Đó, ví dụ như vậy. Rồi đạt phương, đạt phương, ok các anh chị. Đó, các anh chị nhìn thấy đấy đạt phương ở trên bản tin phân tích tuần thì hùng cũng đã có dự kiến là đạt phương sẽ quay trở về chủ chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 28 đến vùng 28.5 và phiên sáng nay khi hùng có phân tích là thị trường có những cái bước ngoặt có những cái tạo đáy thì các anh chị đang cầm đạt phương hoàn toàn chúng ta có thể mua bởi vì cái tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu đảo chiều của thị trường mà ông đã có dự báo từ phiên sáng là thị trường có khả năng đảo chiều và như vậy thì chúng ta tập trung ke những cái vùng hỗ trợ ra mua đạt phương hoặc ví dụ nam long đó, thì Nam Long chúng ta cũng có dự báo chỉnh cung là khi mà nó đạt được đến cái mark target ở đây, đó là bồng 30 thì nó sẽ có những điểm diện ạ? Test cung, đây các anh chị những cái nền test cung. Đó thì cái cái vùng dự kiến mà chỉnh cung của Nam Long đó là ở khoảng quanh vùng đây, 28 28.3 và phiên ngày hôm nay thì nó cũng về lùi khá là sát. Thì trong cái trong cái xu hướng thì các anh chị có thể Ngoài cái điểm mà chúng ta phân tích ở đây thì các anh chị có thể đặt thêm ở một cái điểm ví dụ 28.5 chẳng ví dụ ví dụ như vậy. Thì khi mà Uh, thị trường có những cái dấu hiệu chỉnh cung uh, và có cái sự phục hồi thì chúng ta có thể xem ở trong phiên đó tại cái thời điểm đó ví dụ tại cái thời điểm là 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 10 giờ 3 phút sáng nay thì thị trường của chúng ta đang nằm ở cái ngưỡng nào và cổ phiếu đang ở cái vị trí nào thì vị trí đó chúng ta có thể thu gom được không đó vân vân thì rất nhiều các yếu tố kỹ thuật như vậy để các anh chị nắm được và với một cái sự phục hồi của chỉ số vn index thì uh, ngắn hạn như vậy là chúng ta kỳ vọng rằng là ở thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi ở quanh vùng 1058 đến vùng 1060. Phiên ngày mai thì Hùng sẽ tiếp tục theo dõi cổ phiếu chờ mua. Hiện tại thì cổ phiếu chờ mua đang neo được ở khoảng tầm 40 và cái số lượng cổ phiếu chờ mua này nó phải vượt lên được khoảng trên vùng bảy 70 cổ phiếu đến 80 cổ phiếu Đồng thời cổ phiếu mua thì trong phiên ngày hôm nay Chỉ mới xuất hiện được khoảng tầm độ 23 cổ phiếu thôi Thì phiên ngày mai nếu như nó tăng đột biến lên Khoảng tầm độ 40 đến 50 phần trăm 40 đến 50 cổ phiếu Thì như vậy là À, sát xuất cao thì thị trường của chúng ta tiếp tục phục hồi và chúng ta sẽ tiếp tục à, giải ngân về dòng tiền và đồng thời thì chúng ta cũng phải quan sát thêm cái cổ phiếu bán và cổ phiếu chờ bán trong trường hợp cổ phiếu bán tiếp tục giảm và cổ phiếu chờ bán tiếp tục giảm thì đấy cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta mạnh mẽ hơn về dòng tiền về thị trường ở trong các phiên giao dịch tiếp theo à, ngắn gọn như thế vậy thôi bản tin ngắn thì như vậy thôi nên xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em à, trong các cái bản điểm tin ngắn tiếp theo